Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay tập thể của VNT Academy chúng tôi sẽ chia sẻ một số những cái bí kíp giúp cho các bạn nâng trình cú tennis backhand, những cái tình huống bóng xa thân người, bóng mạnh chúng ta xử lý một cách đơn giản và hiệu quả trong một nốt nhạc. Vâng, và bây giờ không mất nhiều thời gian, chúng ta sẽ đi vào cái thực tế những lỗi mà nhiều người mắc phải ở các cấp độ phong trào, cũng như là những người bắt đầu tập muốn lên trình nâng cao nhưng mà rất khó để giải thích tại sao mà nó lại không hiệu quả. Và bây giờ chúng tôi sẽ đi giải quyết ở khu vực xa, khu vực dưới tâm sân, và đặc biệt là những cú đánh bên ngoài xa người các bạn sẽ xử lý làm sao. Vâng, let's go. Vâng. Đỉnh cao một cú tennis backhand là gì? Là cái thứ nhất, chúng ta có sở hữu được một cú đánh với một cái form tay nhỏ gọn. Đấy là một, đấy là mong muốn về form tay. Cái thứ hai là sở hữu được một cái bộ chân gì phù hợp và khoa học khi vào với các tính chất đường banh khác nhau. Và ước mơ để sở hữu được một cú backhand hay đó chính là quá trình chúng ta phải đánh được kiểm soát dọc dây, chéo sân hoặc là chéo ngắn. Thì đấy là về góc độ điểm rơi. Còn về tính chất đường banh thì chúng ta phải phấn đấu banh đi flat và banh đi top spin. Đó. Vậy thì để mà lên trình chúng ta phải luyện các cái bài tập như vậy. Vậy làm sao để chúng ta sở hữu được một footwork với một cái form mở ngắn gọn và banh lại đi có lực? Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ. Vâng, như vừa rồi chúng ta quan sát cái cách training của hai người chơi, đó là Văn Ban và Quang Võ. Thì chúng ta thấy nếu mà bình thường chúng ta tập luyện và chúng ta không có cái khái niệm lý thuyết ở trong đầu thì chúng ta rất khó để sở hữu được những cái góc độ đánh khác nhau và đặc biệt là về form. Thì trước tiên chúng ta running, thì nếu mà trái bóng nó đi chậm, tốc độ chậm, chúng ta có thể sử dụng một lần giật ngang và một lần setup. Một lần setup và mình tiếp anh. Đấy. Và nếu mà trong cái quá trình các bạn đánh down the line, thì cái quá trình chúng ta gì? Up, footwork, chúng ta recover về khu vực chéo ngắn về đây, đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta đánh chéo sân thì chúng ta chỉ cần nhất thiết về khu vực này thôi. Vậy chúng ta hãy suy nghĩ là chúng ta cải thiện cái recover khi nào chúng ta sử dụng di chuyển ngang, khi nào chúng ta sử dụng bước chéo, thì chúng ta phải thống nhất cái vấn đề footwork. Ví dụ như đánh càng xa tâm sân, càng ở phía xa tâm sân, đúng không? Thì chúng ta sẽ cố gắng đánh ở bộ mở nếu bóng mạnh, và chúng ta sẽ thực hiện một quá trình di chéo ra về. Đó. Và sẽ phụ thuộc vào điểm rơi dọc dây chéo sân để chúng ta ra về ít hay ra về nhiều. Đấy là cái quan trọng. Và cái thân người chúng ta di, thân người lúc nào cũng phải thẳng. Thân người lúc nào cũng phải thẳng, chứ không được đổ, không được cắm. Và cái khoảng cách thân người với trái bóng cũng phải xa, ít nhất là hơn một thân vật. Bởi vì chiều sải chúng ta, đúng không? Một cánh tay cộng với lại một cái thân vật, nếu thì chúng ta vào sát như này quá thì dẫn tới bị kẹt và chúng ta sẽ đánh không có lực. Thì đấy, chúng ta tập trung vào vấn đề đó là gì? Dọc dây thì về gì? Về ít. Còn chéo sân thì dọc dây thì về nhiều và chéo sân thì về ít. Ok, set up. Dọc dây về nhiều. Good job. Dọc dây về nhiều. Vừa rồi chúng ta bị vào kẹt đúng không ạ? Chúng ta vào kẹt. Chúng ta căn xa trái bóng ra, chúng ta đánh đã có lực rồi. Căn xa trái bóng để chúng ta chuyển trọng tâm cơ thể vào. Đó, chính xác, khá hơn chút xíu. Job chéo sân về ít. Nào. Dọc dây về nhiều, một chéo hai ngang. Ok, good job. Yeah. Về nhiều. Ok. Đấy là vấn đề footwork. Và cũng giống cái tình huống như vừa rồi, trái bóng nó vừa sâu, nó có độ cao, thì chúng ta sẽ ra bộ bán mở và ghim trụ đánh và lật thân lên. Lấy ví dụ trái bóng ở một độ cao đây, ghim trụ đấy, thì trái bóng đánh nó vẫn nổ, vẫn có lực bình thường. Lý do vì sao như vậy? Bởi vì là cái khái niệm, nếu mà chúng ta xoay thân người bằng cách chúng ta chỉ hiểu là bước chân lên thôi, thì cái vợt rất dễ sẽ bị đưa ra sau như này. Và lúc đó chúng ta sẽ mất một khoảng thời gian drop xuống rất rộng, và để mà gì? Lật thân lên để tiếp xúc bóng ở phía trước mặt và có lực ấy, là điều khó có thể thực hiện được. Bởi vì làm sao?
cái độ phong trào, cái tốc độ xoay thân, xoay vai nó rất là hạn chế. Vậy thì các bạn hãy nhìn thấy timing ở một cú bộ mở là bộ tương đối khó, và nhiều người phong trào không có khái niệm đấy. Tôi đánh banh rất là nhẹ nhàng nhưng banh đi có nặng, có lực. Đây là bộ mở. Đây các bạn quan sát cái thân trên của tôi. Đây, vội cho anh. Đó. Vào. Đó, vội cho anh. Đó. Relax, sorry. Thì đấy là cách thức tại sao tôi đánh lại có lực như vậy. Bởi vì cái khái niệm đó là cái vùng thân trên xoay, nhưng mà chân thì đừng có mở ra quá nhiều nữa, để được cái lực đây. Đó, thì đây là cái tip. Còn nếu chúng ta ra ở cái tư thế này, chúng ta dễ rất bị bửa và gần như là không có lực. Đấy, cố gắng nhá, tập trung vào cái vùng xoay thân trên. Đấy, như vừa rồi là bị sai footwork ở phía thân dưới, bị sai. Đây, đúng rồi, tiếng nổ không phát ra được. Đấy, hai người đều bị làm sao, sân bị hướng ra ngoài nhiều quá. Còn đây, cố gắng làm sao mũi chân hướng về phía trước, mũi chân hướng phía trước. Keywords rất nhẹ nhàng, nhưng mà banh đi. Đó, relax. Đồ tới. Relax. Đó. Banh tới. Đây. Relax. Đó. Lực đi sẽ khác biệt hẳn. Cố gắng, đây là tạo thành thói quen. Mũi chân hướng phía trước, thân trên xoay. Đúng rồi đấy, chính xác. Good job. Mũi chân. Vô sát rồi. Sát. Đừng xa quá anh. Press. Đánh bị mất thăng bằng nhiều quá. Tức là khi ở góc độ phía sau quan sát thì thấy cái đầu nó luôn ra phía bên trái quá nhiều. Còn góc độ của thân người khi cái đầu nó ở vùng bên phải, sau đó nó chuyển qua vùng bên trái là hết cỡ rồi. Chứ đừng có bị nó cắm như này. Thì lúc đó là chúng ta chia theo trục thẳng, là chúng ta đã bị mất thăng bằng. Đây các bạn quan sát, trục của tôi ban đầu nó xuất phát từ cái góc độ phải, sau đó nó chuyển qua trái. Thế là đã coi như là đã xong. Góc độ như thế thì lực banh nó sẽ mạnh. Vì đây nó là chi tiết rất nhỏ thôi, nhưng mà nhìn banh đây. Đó, thấy chưa? Nó khác hẳn. Đó, đẩy ý cái điều đấy. Đừng đổ thân người. Ok. Thì đây nó backhand nâng cao. Còn cơ bản thì chúng ta ở cái góc độ là có thể bị sai phạm một chút xíu cũng không sao, nhưng mà lên nâng cao thì chúng ta phải có những cú đánh chuẩn xác. Cú đánh chuẩn xác thì chúng ta mới ép phê miết chút xíu nữa. Đừng banh đi. Đúng rồi, đỡ hơn rồi đấy. Slap. Đây với rồi. Với chúng ta phải cố gắng lấy cơ thể để chặn cái banh lại. Đấy, dùng cơ thể để che cái banh lại. Đó, ok. Good job. Tốt hơn. Nhún, loading, nhún, pop. Miết nó, miết, miết. Sau khi chúng ta đã sở hữu được những cái cú đánh về góc độ form và footwork ok, chúng ta sẽ đánh ở cái góc độ biến thiên ngắn, ngang và phía sau để chúng ta sở hữu được một cách toàn diện cú đánh baseline backhand cuối sân. Nào, bóng ngắn. Với một cái trái banh ngắn ấy thì nhiều người rất sợ đánh banh ngắn, bởi vì kết quả của một cái cú đánh tốt ép được đối phương ra xa sân thì đối phương thường sẽ trả lại một pha bóng ngắn, nhưng mà thường nhiều người chơi ấy thì lên sẽ lại không thực hiện được. Vậy lý do vì sao như vậy? Bởi vì bản năng khi họ thấy một bóng ngắn họ sợ bóng nảy rơi xuống sân double hai lần nhanh, chính vì thế họ sẽ lao đầu vào phía trước để họ di chuyển. Và họ quên cái vấn đề sắp chân như thế nào để tốt. Thì quan điểm của tôi đó là gì?
phán đoán được vị trí điểm rơi rồi, chúng ta có thể di chuyển ngang lên 1 đến 2 lần, hoặc là có thể là sử dụng một lần setup chéo, bước free step và đưa lên và tạo ra một cái khoảng cách giữa cơ thể với trái bóng phải xa ra, chứ đừng có bước lao vào như này, xa ra và chúng ta sẽ timing ở một cú vuông góc thì trái bóng đi sẽ khác hẳn. Đây có quan sát này, vô timing đây, một cái trái bóng đó, khoảng cách tạo nó đó, thì trái bóng đó gần như vừa có lực và gần tạo thành một cú winner mạnh được luôn. Đấy, tự tin giải quyết cái bóng đó xa ra, đúng rồi, xa hẳn ra, bước xa cái chân ra. Ok đó, chính xác, good. Rất nhiều người sợ những trái bóng này, tôi khẳng định các bạn, sợ luôn, hoảng, không dám đánh, tỷ lệ hỏng đến 70%. Đấy, hỏng đến 70%. Và càng hỏng thì chúng ta càng phải luyện với một cái keyword đúng thì chúng ta mới lên pro được. Tự tin đánh hết tay, không đánh kiểu mớm banh, và cố gắng càng siết được trái bóng sát lưới được càng tốt. Jeff, có sao? Vậy là tôi đã giải thích những cái vấn đề bất cập mà nhiều người chơi phong trào cũng như là những người đang muốn tập ở một cái level nâng cao lên không lên được trình độ backhand, là nó nguyên nhân có thể do, thứ nhất, một là do khoảng cách cơ thể của chúng ta, hai là khái niệm về vấn đề footwork, form tay của chúng ta bị lỗi đấy, và đặc biệt là cái điểm tiếp xúc banh ấy, nó bị trễ quá hoặc là với quá xa quá, mất thăng bằng, mất balance, vân vân. Thì đấy là những cái mà khiến cho sự tai họa đến với chúng ta, tới với chúng ta, đó là đánh bóng không có lực và đặc biệt là không có bền banh trong quá trình chúng ta thi đấu, muốn đánh nhẹ cũng vẫn hỏng mà chuyển sang không đánh backhand mà thành cắt, đúng không ạ? Đấy là những cái mà thực tế của những anh em mà học viên của VNTA trước khi tới học, nhưng mà sau cái quá trình học tại tôi thì tôi cam kết vấn đề footwork là hiểu bản chất vấn đề, thứ hai là vấn đề form tay, thân người và cách dùng sức, cách chuyển trọng tâm cơ thể vào bóng. Và những cái khóa học của chúng tôi luôn luôn để phía dưới phần mô tả. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận được những video mới. Và trong cái clip này tôi đã chia sẻ bóng ngắn, bóng ngang, bóng sâu, và đặc biệt là cái cách mà set up ở cái tư thế chân và form tay sao đánh có lực. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc các bạn thành công trong một cú đánh sở hữu backhand hoàn hảo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất chi nhiều.